Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Công bố thông báo của ban thường vụ Thành ủy về phân công công tác các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, thống nhất phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và theo dõi các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Cụ thể, phân công đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố, theo dõi Đảng bộ Quân sự Thành phố. Phân công đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, theo dõi Đảng bộ khối các cơ quan thành phố. Phân công đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, theo dõi Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố. Phân công đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, theo dõi Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Đảng bộ huyện Hòa Vang phân công đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, theo dõi Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn. Phân công đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, theo dõi Đảng bộ quận Thanh Khê. Phân công và điều động đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban nhân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, theo dõi Đảng bộ quận Cẩm Lệ phân công đồng chí vũ xuân viên ủy viên ban thường vụ thành ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố theo dõi đảng bộ viễn thông đà nẵng phân công đồng chí nguyễn quốc hương ủy viên ban thường vụ thành ủy phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố theo dõi đảng bộ tổng công ty điện lực miền trung phân công và điều động đồng chí Võ Công Chánh, ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức thành ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Nội chính thành ủy theo dõi Đảng bộ quận Liên Chiểu. Phân công và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo thành ủy, giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy theo dõi Đảng bộ Đại học Đà Nẵng phân công và điều động đồng chí đoàn ngọc hùng anh ủy viên ban thường vụ thành ủy chánh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố đến nhận công tác tại ban dân vận thành ủy bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban dân vận thành ủy theo dõi đảng bộ quận sơn trà đồng chí Ngô Xuân Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê thôi giữ chức danh Bí thư Quận ủy Thanh Khê, phân công và chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện quy trình nhân sự hiệp y, giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 theo dõi khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, đảng bộ cảng Đà Nẵng đồng chí Vũ Quang Hùng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy Liên Chiểu, thôi giữ chức danh bí thư quận ủy Liên Chiểu, phân công và điều động đến nhận công tác tại quận ủy Hải Châu, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ quận ủy và giữ chức danh bí thư quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025, theo dõi đảng bộ quận Hải Châu.